Đã bao giờ chính mắt bạn đã nhìn thấy một người bị ma nhập chưa? Nếu chưa thì ngay bây giờ mình sẽ gửi cho bạn xem một đoạn phim ghê rợn sau đây nhé. Xin mời. Allah. Đoạn phim này thật sự đã làm thỏa mãn rất nhiều người xem bởi tính kinh dị mà nó mang lại. Khi đoạn phim vừa bắt đầu thì ngay phía sau lưng của người thanh niên kia thấp thoáng một cô gái áo trắng, tóc thì rối bù, che hết khuôn mặt. Điều khiến cho tất cả những người xem phải sợ gai ốc là cô gái áo trắng đó không hề có tay và chân. Và cái điều kinh dị nhất là ngay sau khi người thanh niên đó ngừng lẩm bẩm và bắt đầu nắc cục thì vụt một cái, hồn ma cô gái kia có lẽ đã nhập vào người thanh niên đó. Thật tiếc là đoạn phim đáng sợ này đã kết thúc ngay sau đó, nên kênh không biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Bạn nào có cơ may xem được thì hãy thuật lại cho mình và những người xem khác cùng biết nha. Đoạn phim cực kỳ đáng sợ sau đây được chia sẻ bởi người dùng TikTok có tên là Fernando. Người này cho biết khi đó tầm khoảng 11 giờ hơn, tự dưng con chó của cô có những biểu hiện rất lạ. Nó cứ rền rĩ ừ ừ và nhìn về cửa sổ. Thấy lạ nên cô đã nhìn thử ra ngoài để xem có gì. Thì chính mắt cô đã nhìn thấy điều xoắn gai ốc này. Sự kinh dị khi bên ngoài khung cửa xuất hiện một dáng người phụ nữ đang bay lơ lửng trong không khí. Nói chính xác hơn, giống như bà ta đang bơi trong không khí vậy. Tuy đoạn phim khá rõ nét nhưng không thể nào ta có thể nhìn thấy được gương mặt của người đó. Những gì mà ta có thể thấy được là bà ta có một mái tóc rối bù và đều ớn lạnh đến tận xương tủy, là mụ ta có một cặp mắt phát sáng trong đêm. Sự rợn cả da gà khi mụ ta bay đến gần khung cửa sổ. Nhiều người xem không tin đoạn phim này có thật, riêng chỉ có những người dân địa phương là chắc chắn đoạn phim này hoàn toàn có thật. Đoạn phim ma quái này được quay lại bởi một camera an ninh được lắp đặt bên ngoài một bệnh viện ở Indonesia. Xem nhé. Thank you.
một hình dáng xanh xao xuất hiện một cách đột ngột. Điều đáng sợ là hình dáng ma quái ấy rất giống với một người trưởng thành. Bạn có thể nhìn thấy được nó có đầu và thân, chứ tuyệt nhiên bạn không thể thấy được tay và chân của thứ này. Có người tin rằng bóng trắng kỳ dị kia được tạo ra từ một luồng sáng nào đó mà thôi. Nhưng rất ít người không đồng tình về ý kiến này, bởi họ tin rằng đây chính là một bóng ma thật sự. Cá nhân mình cũng tin rằng bóng trắng đó không thể nào chỉ là một luồng sáng thông thường, bởi cách nó xuất hiện và biến mất thật sự rất khó để giải thích. Và nhất là bóng trắng ma quái ấy chỉ đứng lặng yên một chỗ, chứ nó không hề nhúc nhích. Vậy bạn nói xem, đó có thể là gì? Trong khi đi bộ xuống nhà ga, một người đàn ông đã vô tình nhìn thấy một hiện tượng rất lạ và anh ta đã dùng điện thoại để quay lại thứ đó. Xem nha. Bạn có thấy không? Thứ đó giống như là cái bóng của một người đang ngồi vậy. Nó có màu xanh nhạt. Và ghê rợn nhất là dường như thứ kỳ lạ đó đã nhìn thấy người đàn ông kia. Bởi không lâu sau khi người đàn ông ghi hình, cái bóng đó đã đứng lên và xoay mặt nhìn về hướng người đàn ông. Điều mà không ai ngờ tới là cái bóng màu xanh đó đã di chuyển về phía mà người đàn ông đang đứng. Cũng chính vì điều đó mà người đàn ông đã hoảng sợ và dừng quay. Vậy bạn nói xem, cái bóng màu xanh nhạt này có phải là ma không? Bạn còn nhớ những sự kiện đáng sợ này? Mina, người mẹ hai con, đã tuyên bố trên trang TikTok cá nhân rằng gần đây các hoạt động siêu nhiên trong nhà cô xảy ra thường xuyên và đáng sợ hơn. Không riêng gì Mina bị đùa giỡn như thế. Một đêm khác, trong khi đứa con lớn của cô đang chơi đùa với cô em út, thì điều quái gở này xảy ra. Mama!
Một thế lực vô hình nào đó đã tác động đến chiếc xe tập đi. Sự kiện ma quái xảy ra đã khiến cho cậu con trai chạy đi tìm mẹ trong cơn sợ hãi tột độ. Cô Mina cho biết thêm một điều đáng sợ khác, đó là những sự kiện ma quái kia không những chỉ xảy ra vào ban đêm mà nó còn xảy ra vào ban ngày. Trong khi đứa con nhỏ của cô đang nằm chơi trong nồi, thì bất ngờ quả bóng bay trong phòng đã tự bay về phía con cô. Mina không thể giải thích được những sự kiện siêu nhiên này. Cô tin rằng một ngày nào đó, chúng sẽ tự biến mất. Một đội điều tra huyền bí người Bồ Đào Nha đến từ kênh YouTube Aventura Sobrenatural đã tìm đến một ngôi trường bỏ hoang được xây dựng vào những năm 1900. Trước đó, họ đã được nghe qua nhiều mối chuyện mà quái dị ở đây, như là tiếng cười đùa, chạy nhảy, là hát của những đứa trẻ con rất ma quái. Và khi họ tiến vào khu vực câu lạc bộ thể thao của trường, thì chiếc máy ECF trên tay họ bắt đầu phát ra những âm thanh ma quái rất đáng sợ như thế này. Fora do Spirit Box. Tem alguém aqui que queira falar com a gente? Biết chắc rằng nơi đây đang có những hoạt động siêu nhiên diễn ra, nên cả nhóm đã nén lại và đặt ra những câu hỏi, mục đích là để tương tác với những hồn ma kia. Và không lâu sau đó, những điều kinh hoàng như thế này xảy ra. Você quer se comunicar com a gente? É um demônio, rapaz. Suando aqui, bicho. Estou arrepiado. Pode dar um sinal pra gente? Quem é vocês? Eu tô assustado. Capela! Ai, caramba! Pega a mochila, caramba! Você viu cair no bagulho e passou um negócio aqui, mano? Vamos ver que tem alguma coisa aqui? Tem alguém aí? Mano, eu te juro, você viu um negócio passando? É, da, é aquele bagulho da noite lá da sombra, então. Ai! Ai, caramba! Một thứ gì đó đen ngòm, nó đang ẩn nấp ngay sau một tấm kim loại khá lớn. Ngay khi làm ngã tấm kim loại nặng trịch kia, bóng đèn đó đã lao vút vào bên trong nhà vệ sinh. Và ngay khi nhận thấy cái thứ đó, cả nhóm điều tra đã chạy theo như muốn bắt lấy cái bóng đèn đó vậy. Thế nhưng khi họ kiểm tra bên trong, họ lại không thấy gì cả. Sau khi xem xét lại đoạn phim, họ đoán rằng bóng đèn kia có thể là linh hồn của một học sinh nào đó đã từng qua đời bên trong câu lạc bộ thể thao này. Bạn có thể xem chi tiết hơn về cuộc điều tra rùng rợn này tại trang kênh YouTube Aventura Sobrenatural. Những ngày qua, đoạn phim bí ẩn này đang làm mưa làm gió trên Internet. Nhưng cho đến tận bây giờ, không một ai có thể giải thích được đó là cái hiện tượng gì. Được biết, đoạn phim ma quỷ này đã được quay lại bởi một du khách trẻ có tên là Alex đang đi tham quan một tu viện cũ bị bỏ hoang ở châu Âu.
Nhưng khi đó anh ta không hề biết mình đã quay được cái gì. Xem nha. Nhiều người xem khẳng định rằng đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu đen đã biến mất một cách bí ẩn trước máy quay. Một điều kỳ lạ đến đáng sợ là dường như hình dáng của người đàn ông đó trong suốt, nó chính xác hơn, giống như đó chỉ là một cái bóng thoáng qua. Khoảnh khắc người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện và biến mất, Alex không hề nhìn thấy ông ta. Vậy bạn nói xem, đây có phải là một bóng ma thật sự hay chỉ là một ảo giác do ánh sáng tạo ra? Cùng bình luận về đoạn phim hấp dẫn này nhé. Một người dùng Twitter có tên là Elda Lafindo đã nói rằng trong khi anh đang chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc tại một nhà hàng ở gần bờ biển Niterói, Brazil, thì vô tình anh đã nhìn thấy một hình ảnh khá ngộ nghĩnh, có một con dơi khá lớn đang chạy lon ton trên phố, nên Elda đã nhanh chóng cầm điện thoại lên để quay lại hình ảnh đó và gửi cho bạn bè của anh ta xem. Nhưng ngay sau khi xem qua đoạn phim đó, bạn bè của anh ấy đã bị sốc khi họ đã phát hiện ra một thứ gì đó mà Elda không hề thấy. Khỏe mà, do nada, un bode do nada. Khi đó vô tình camera điện thoại của Elda đã quay được một hình ảnh của một ai đó có một vẻ mặt rất đáng sợ đang đứng bên kia lề đường. Nhưng điều mà quái là trong khi ghi hình, Elda đã thề sống chết với bạn bè của anh rằng khi đó không hề có ai đứng đó cả, và có vẻ như con dơi kia cũng đã nhận thấy có sự xuất hiện này. Vậy bạn nghĩ đây có thể là gì? Một con ma hay là một ai đó mà Elda đã không để ý trong khi quay con dơi kia? Bạn nói thử xem. Đoạn phim con ma này được chia sẻ bởi một người đàn ông có tên là Felix đến từ Florida. Và một ngày nọ, khi trời tờ mờ sáng, Felix đang đi dạo trong sân nhà để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi ban mai, thì vô tình ánh mắt anh ta nhìn về phía căn nhà của anh. Khi đó Felix không tin những gì mình đang nhìn thấy là thật. Bản tính bán nghi, anh vội vàng lấy điện thoại ra và cố quay lại hình ảnh ma quái đó. Rõ ràng đó là khuôn mặt của một người đang hiện ra từ sau khung cửa kính. Nó xanh xao, nhợt nhạt đến rợn người. Đáng sợ nhất là nó đang nhìn chằm chằm vào Felix. Cho đến khi Felix tiến gần hơn thì khuôn mặt lạnh lẽo đó đã biến mất. Thật sự đoạn phim ma ghê rợn này nó quá kinh hoàng, bởi con ma kia nó đang ẩn hiện ngay bên trong căn nhà của bạn.
Đoạn phim không thể giải thích này không rõ nguồn gốc, được chia sẻ bởi một người dùng Reddit có tên là Quadley Megan. Được biết khi đó một camera an ninh bên trong một khu trang trại nào đó ở Ohio đã vô tình ghi lại một khoảnh khắc rất ma quái đã xảy ra với con chó kia. Bạn hãy xem và cùng bình luận nhé. Xin mời. Thật sự rất khó để giải thích đúng không? Tuy hình ảnh không được rõ nét, nhưng khi đó cảnh quay mà camera cung cấp nó khá rõ ràng. Người xem có thể dễ dàng nhận ra đó là một con chó. Nó đang đánh hơi một thứ gì đó, để rồi nó đã tự bốc hơi theo đúng nghĩa đen. Mình không thể giải thích cũng như tìm ra câu trả lời cho đoạn phim này. Còn bạn thì sao? Bạn có thể giải thích được cái hiện tượng quái dị này không? Nick Burry đến từ Roswell, California đã nói rằng 2 năm trước anh ta đã nhìn thấy tận mắt một bóng đen trong khi đang lái xe trên con đường Dayland. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ có vậy, nhưng không lâu sau đó, Nick đã nhận ra một điều kinh hoàng là bóng đèn mà quái đó đã theo anh ấy về nhà. Nick cho biết kể từ đêm hôm đó, anh ấy đã có những trải nghiệm kinh hoàng về những hiện tượng huyền bí đáng sợ không thể giải thích xảy ra ngay bên trong ngôi nhà thần yêu của anh. Nhưng những câu chuyện đáng sợ này Nick chưa bao giờ kể cho ai nghe, vì anh biết rằng có kể cũng chẳng có ai tin. Điều đáng sợ là những ngày gần đây, các hoạt động siêu nhiên kia đã trở nên dữ dội và xảy ra thường xuyên hơn. Nên Nick đã quyết định quay lại những sự kiện đáng sợ đó và chia sẻ lên trang cá nhân của anh. Một đêm nọ, những điều kỳ lạ lại bắt đầu xảy ra. Ngay lập tức, Nick cầm lấy điện thoại và cố gắng quay lại nó. I thought Fawn and David were back. I just got out of the shower and I heard, well, it sounded like a door opening and closing, but oh my god, somebody's fucking here. And my cat is just staring at the fucking door. I know, messy room, I know. It's my sister's room. Which creeps me out for some reason. They're over there at the fucking door. Fuck. Cảm thấy lo sợ hơn khi các hoạt động siêu nhiên trở nên mạnh bạo hơn. Don't fucking scare me, dog. Fuck. The fuck, man. Fuck off, dog. Did you fucking see that, dude? Why every time I'm fucking alone, dude? Một đêm khác, trong khi ký hình con mèo Lily của anh, Nick đã vô tình quay được một thứ gì đó lạ lùng như thế này. Meow. What? Where are you going in there? This is fucking random. Fuck.
was that, dude? What the fuck was that? Khi camera điện thoại của Nick lướt qua, thì nó đã vô tình quay được một khói đen ngòm đang đứng lặng yên ngay bên trong bồn tắm của anh. Nhưng khi ấy Nick không hề biết có sự xuất hiện ma quái đó. Chỉ sau khi anh kiểm tra lại cảnh quay, Nick mới phát hiện ra điều ớn lạnh này. Và sau khi nhận thấy bóng đèn ghê rợn đó, Nick đã thiết lập nhiều camera hơn xung quanh ngôi nhà để chúng có thể thay anh quay lại những hoạt động siêu nhiên đáng sợ kia trong khi anh đi vắng. Và đúng như thế, một đêm muộn, một trong những camera đó đã bắt được điều ghê rợn này. Khi đó, bên trong ngôi nhà của Nick không hề có ai, nhưng rõ ràng đã có ai đó hoặc một thứ gì đó đang di chuyển bên trong phòng khách. Vậy đây là ai? Nick khẳng định rằng bóng đèn này chính là cái bóng đèn mà anh đã nhìn thấy cách đây 2 năm trên con đường đi Erland. Bạn có thể xem trọn vẹn câu chuyện của Nick tại trang kênh YouTube The Hawker. Đoạn phim đáng sợ tiếp theo sau đây được chia sẻ bởi một người phụ nữ có tên là Sydney đến từ trang TikTok Sasha. Sydney cho biết ngôi nhà hiện cô đang sinh sống đã có tuổi đời hàng trăm năm. Cũng chính vì thế mà đôi khi bên trong ngôi nhà thường xảy ra những hiện tượng không thể giải thích. Và thật may mắn, trong khi người cô qua lờ đang quay phim cháu trai Liam thì vô tình một sự kiện lạ đã xảy ra ngay trước mắt họ. SpongeBob night. SpongeBob off. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Thật sự rất khó để giải thích vì sao cái ghế lại có thể tự động lắc lư như thế. Và vì biết được điều bất thường đang xảy ra, nên người cô Qualer đã nhanh chóng gọi Liam lại gần cô hơn. Đoạn phim đáng sợ này nhanh chóng đã thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Và đa số người xem đều tin rằng sự kiện trên là hoàn toàn có thật. Những sự kiện đáng sợ này được chia sẻ bởi một TikToker có tên là Kalin Azamar. Người phụ nữ này cho biết từ khi dọn đến ngôi nhà này, đêm nào cô cũng nghe thấy những âm thanh lạ phát ra ở đâu đó. Càng đáng sợ hơn là những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra tầm khoảng 3 giờ sáng. Tuy nhiên, một đêm nọ khoảng 4 giờ sáng, cô đã bị đánh thức bởi những tiếng sủa của con chó cô. Không biết tại sao, nó lại sủa liên tục một cách bất thường như thế, giống như là nó đang sợ một thứ gì đó vậy. Vì đó như thế, nên Kalin quyết định đi kiểm tra. Khi đó xuất hiện một dáng người đèn nhì bị đốt, đèn đứng lặng yên trong bóng tối và nhìn đăm đăm vào Kalin. Chắc chắn chính thứ đáng sợ này đã làm con chó của Kalin sủa liên hồi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một đêm khác, trong khi Kalin đang ngủ thì cô ấy đã bị quấy phá vào đúng nửa đêm. Lúc này những tiếng động lạ đang phát ra từ dưới lầu. Kalin lấy hết sức can đảm từ từ đi xuống xem đó là gì. Thì hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo mi compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la con olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera.
xuất hiện một đôi bàn tay người trắng bệch với những ngón tay dài đang thò ra từ chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Lập tức Kalin chạy xuống để xem thì lại không thấy gì nữa. Nhưng rùng rợn nhất, kinh dị nhất là đoạn phim cuối cùng mà Kalin đã chia sẻ này. Facu, Facundo, levántate, por favor, levántate. Khi đó cũng tầm 3 giờ sáng, những tiếng rên rỉ của ai đó được nghe thấy. Sau đó thì một cái đầu có một mái tóc đen và dài đã thò vào ngay bên trong phòng ngủ của cô gái tội nghiệp Kalin. Một người đàn ông người Tây Ban Nha đã có chia sẻ một câu chuyện rất ly kỳ về một con búp bê. Anh ta cho biết, sau khi chọn và mua được con búp bê đáng yêu này mang về nhà, thì y như rằng những điều mà quái không thể giải thích cũng bắt đầu xảy ra, đặc biệt là căn bếp nơi mà con búp bê được treo ở đó. Và vì muốn chứng minh mình không bịa đặt, nên một ngày nọ anh ta đã cố tình xuống bếp ngồi đó để quay lại toàn bộ những sự kiện không thể giải thích kia. Oxê, que diacho que é isso? Tá achando que eu tenho medo? Tem medo não. Se eu demonstrar medo aqui, aí que ele vai querer se aparecer na frente. Oxê, que é isso? Oxê, tá ouvindo um negócio ali? Só demonstrar medo aí que... Só demonstrar medo aí que o negócio fica... Mas eu mesmo assim não tenho medo não. Tem medo não. Acho que eu vou lá pra casa de mamãe, né? Acho que eu vou lá, só pra ver como é que ela tá. Fantasma de novo, ó, achando que eu tenho medo. Aquele dia eu fui pra casa de mamãe e fiquei corajoso aquele dia lá. Diacho, que isso? Fui pra casa de mamãe e voltei corajoso, agora eu tenho mais medo não. Parece, ó, tá achando que eu tenho medo. Aqui tem coragem. Rapaz, mamãe me deixou corajoso, tá? Thật sự như vậy, những đồ vật trong bếp tự động rơi rớt và di chuyển rất ma quái. Nhưng càng đáng sợ hơn khi những hoạt động siêu nhiên đó không lắng xuống theo thời gian, mà ngược lại, càng ngày nó càng trở nên mạnh bạo hơn. Một ngày khác, chiếc camera trong bếp lại bắt được những cảnh tượng ghê rợn hơn. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một cái nắp nồi tự động rơi xuống và bay thẳng vào tường như thế. Người đàn ông cho biết hiện tại những hiện tượng ma quái vẫn đang xảy ra mỗi ngày, nhưng bản thân anh cảm thấy thú vị hơn là sợ hãi, nên anh ấy đã đưa ra một quyết định mà không ai ngờ tới. Đó là anh sẽ không bỏ đi con búp bê kia. Anh sẽ giữ nó lại và sẽ coi nó là một người bạn trong nhà, mặc kệ những sự kiện ma quái kia. Và nếu bạn muốn xem nhiều hơn thì bạn có thể tìm đến trang TikTok của anh ta để xem nha.
Một trong những camera bên trong một siêu thị ở Tây Ban Nha đã vô tình ghi lại những hiện tượng không thể giải thích này. Trong khi trực đêm, những nhân viên bên trong siêu thị này đã có một phen hú vía bởi những hoạt động đáng sợ không thể giải thích cứ liên tục xảy ra. Một trong những nhân viên làm lâu năm ở đây cho biết, khi xưa khu vực này đã từng là một nghĩa trang, nhưng nó đã được giải tỏa để xây dựng một siêu thị rộng lớn như ngày nay. Cũng chính vì thế mà không phải tự nhiên, bên trong siêu thị luôn xảy ra những hiện tượng kỳ lạ như thế. Và không riêng gì những trường hợp đồ rơi rớt một cách kỳ lạ, mà còn có những trường hợp nhìn thấy ma được thuật lại từ những nhân viên làm đêm ở đây. Và cảnh quay này chính là một bằng chứng. Chủ nhân của một ngôi nhà ở Nhật Bản đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng ngôi nhà mới của anh ấy đã thật sự bị ám bởi hồn ma của một phụ nữ. Và đây là bằng chứng. Trong khi đi kiểm tra ngôi nhà thì vô tình, người đàn ông đã nhìn thấy một bóng đen xuất hiện và biến mất ngay bên trong một hành lang. Khi đó, anh ta vẫn chưa tin mình đã tận mắt nhìn thấy ma. Chỉ sau khi kiểm tra lại những cảnh quay, anh mới thật sự sốc bởi bóng đen đã xuất hiện và biến mất chỉ trong cái chớp mắt đó là hoàn toàn có thật 100%. Một người bảo vệ trong khi trực đêm tại một nhà kho vào lúc 3 giờ sáng đã gặp những sự kiện ma quái không thể giải thích như thế này. What do you want? Who are you? What does this mean? What do you want? Why are you playing games? Why did you attack me the other day? What do you want? Người bảo vệ đoán rằng dường như thứ ma quái đó đang bám theo anh, bởi bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào trong nhà kho, anh cũng bắt gặp những sự kiện không thể giải thích tương tự như thế. Và càng đáng sợ hơn khi những điều rùng rợn ngày càng xảy ra đáng lo ngại hơn khi nó bắt đầu tác động đến anh ta. Bụp một cái, một thứ gì đó đã bị ném trúng vào lưng anh.
Càng kỳ lạ hơn nữa, ngay sau đó tất cả nguồn điện trong kho đã bị mất một cách đột ngột. Sau đó thì... Fuck. Xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu, giống như có một đứa bé đang bám vào thùng hàng vậy. Nhưng khi người mới về đi kiểm tra thì lại không thấy gì cả. Rồi bất thình lình, một tiếng hét thất thanh vang ra. Và cũng chính tiếng la hét đó đã khiến người bảo vệ hốt hoảng bỏ chạy mà không cần phải suy nghĩ gì thêm. Đoạn phim đáng sợ sau đây được chia sẻ bởi một người đàn ông có tên là Danny. Anh ta cho biết ngay sau khi chuyển đến trang trại mới thì những điều quái dị cũng bắt đầu xảy ra. Yo, so I'm gonna bust in here. And try and catch them. I don't know what they're doing. Hey! 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 Something. Banging around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm gonna go check it out. Danny nói, bóng người đen như than đó cứ ẩn hiện một cách ma quái như thế. Anh càng cố gắng tiếp cận nó thì dường như nó càng khiêu khích anh hơn. Và vì muốn tìm ra sự thật đó là ai, nên Danny không ngần ngại đối mặt với thứ đen tối đó. Một đêm khác, Danny chuẩn bị lên giường thì anh lại nghe thấy có những âm thanh lạ đang phát ra trên gác máy. What is that noise? Sau khi kiểm tra, Danny cũng không phát hiện được gì. Cho đến nửa đêm, vợ anh lại nghe thấy những tiếng động lớn phát ra từ nhà kho. Lập tức Danny cầm điện pin lên và đi ra nhà kho. Rõ ràng đó là dáng của một người đèn như bị đốt, đang ngồi vắt ngang trên xà lim. Vì thấy được điều mà quay đó nên Danny đã bỏ chạy vào nhà. Và đoạn phim cũng kết thúc ngay sau đó. Danny nói rằng vì sự an toàn của mình nên anh sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc để điều tra dáng người bí ẩn đó. Nhưng điều khó hiểu mà Danny không thể giải thích đó là cách người đó xuất hiện và biến mất thật sự rất bất thường.
Những ngày qua trên Instagram nói lên một đoạn phim ma quái đã xảy ra bên trong một khu nghĩa trang ở Brazil. Xem nhé. Khi đó người lầu cổng đang lau dọn những vũng nước mưa bị đọng lại bên trong một lăng mộ, thì quái lạ, một hiện tượng không thể giải thích đã xảy ra ngay bên trên vũng nước đó. Có người cho rằng đó là một con ma đang cố liên lạc với chúng ta. Nhưng có người thực tế hơn thì lại nói khác. Họ nói tất cả là do gió, hoặc có thể là do nền nhà đã bị nứt và dòng nước đang bị rút xuống theo khe nứt đó. Và chính điều đó đã tạo ra cái hiện tượng này mà thôi. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì sau khi xem đoạn phim này? Một người đàn ông có tên là Bi đã vô cùng sốc ngay sau khi anh ta xem qua đoạn phim này. Bì nói rằng anh rất bực bội khi mà ngày nào anh cũng phải dọn dẹp đống đổ nát bên dưới sàn nhà. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong khi anh ngủ, nên một đêm nọ, Bì đã quyết định đặt một camera ngay bên trong phòng ngủ của mình, mục đích để tìm ra câu trả lời. Và thật sự, câu trả lời mà Bì có được đã khiến anh kinh hãi hơn. Một thứ gì đó trắng đục đang bay lơ lửng ngay bên trong phòng ngủ của Bì. Điều đáng sợ đến tận xương tủy là thứ quái gì đó đã bay ra từ bên trong cơ thể của Bì, và cũng chính nó là nguyên nhân của sự bừa bộn đã xảy ra bấy lâu nay trong nhà Bì. Đoạn phim mà kinh dị này đã được chia sẻ lên YouTube từ rất lâu. Nếu mình nhớ không lầm thì tuổi đời của nó đã hơn 10 năm. Và tất cả những diễn biến nhẹ nhàng nhưng đậm chất kinh dị này đã được một camera an ninh bên trong một thang máy ghi lại. Xem nhé. Thank you.
Được biết sự kiện rùng rợn này đã xảy ra ở tầng 7, bên trong một khu chung cư tại Hồng Kông năm 2008. Khi đó có hai người đàn ông đang chờ thang máy để lên tầng 7. Và khi thang máy đến nơi, cả hai đã bước vào. Lúc bấy giờ thì mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi thang máy chạy tới lầu 7 và mở cửa ra. Ngay lập tức hai người đàn ông kia bước ra, thì cùng lúc này thấp thoáng ngay ở phía sau của một trong hai người đàn ông kia xuất hiện một ông lão đang lờ đờ bước theo sau. Nhiều người xem nói rằng sau khi xem đoạn phim ghê rợn này, họ luôn có cảm giác giống như đang có ai đó bước ra từ trong bóng tối và lao thẳng về họ như thế này. Vài ngày trước, trên kênh YouTube của Thời Săn Ma Tìm Mời Sót đã có tải lên một tập phim hoàn toàn mới nói về một ngôi nhà đang bị ám bởi ma quỷ. Trước đó, Tim đã được một người đàn ông gửi đến anh một bức thư đề xuất. Người này đã kể cho Tim nghe về những hoạt động siêu nhiên huyền bí cực kỳ đáng sợ xảy ra mỗi đêm bên trong ngôi nhà của anh ta. Thậm chí, người đàn ông đó đã chứng minh với Tim bằng một đoạn phim ngắn đáng sợ như thế này. Sau khi xem xong đoạn phim đó, Tim đã chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông kia và anh ấy đã vượt hơn 2.000 cây số để tìm đến ngôi nhà bị ám ấy. Sau khi đến nơi, Tim nhanh chóng lắp đặt các thiết bị cần thiết xung quanh ngôi nhà. Và khi trời càng về khuya, không khí bên trong ngôi nhà lại càng thêm lạnh. Друзья, xuất hiện một dáng người mặc một bộ áo choàng phủ từ đầu tới chân đã được camera đo nhiệt quay lại, và dáng người đó đang đi theo sát ngay phía sau của Tim. Dĩ nhiên khi đó Tim không hề biết có sự hiện diện đáng sợ này, cho đến khi tận mắt của Tim đã nhìn thấy điều này. Mặc dù chiếc đồng hồ kia không hề có pin, nhưng nó đã tự di chuyển một cách rất khó hiểu. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ duy nhất. Tầm khoảng 3 giờ sáng, những điều mà quái không thể giải thích mới thật sự xảy ra. Thank you.
Rõ ràng có một thứ gì đó bên trong phòng tắm, và nó đã đi ngang qua khung cửa ngay trước mặt của Thiêm. Nhưng khi Thiêm mở toàn cánh cửa ra và đi vào kiểm tra thì lại không thấy gì cả. Càng kỳ lạ hơn, rõ ràng cánh cửa khi đó đã bị khóa bên ngoài, nên việc có người bên trong là không thể. Vậy đây là ai? Vì không thể giải thích được những gì mình vừa thấy, nên Thiêm đã cảnh giác hơn. Và anh đã đi mở tất cả những bóng đèn bên trong ngôi nhà lên. Nhưng có vẻ như mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn khi mà những điều quái gở như thế này xảy ra. Кто ты? У меня дурника нет. Дурка. Чисто. Кто ты? Khi Thiêm ở bên trong thì cái bóng kia ở ngoài, nhưng khi Thiêm ra ngoài thì cái bóng kia lại ở bên trong. Bây giờ thì Thiêm tin rằng bên trong ngôi nhà này có ma, nên anh ấy đã thử kết nối với hồn ma đó bằng trò chơi cầu cờ. Và ngay sau khi đặt ra những câu hỏi thì những điều kinh hoàng như thế này bắt đầu xảy ra. Thiêm đoán rằng những hoạt động siêu nhiên này như muốn chứng minh với anh ấy rằng tôi có ở đây. Và vì trời đã sáng nên Thiêm đã dừng cuộc điều tra lại. Nhưng anh ấy cho biết trong tương lai chắc chắn anh ấy sẽ quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa. Nên bạn có thể đón xem phần sau tại trang kênh YouTube của anh ấy nhé.